Sau thời gian gây ồn ào về việc quan hệ tình ái với doanh nhân Nguyễn Hòa Bình hay còn gọi là Sát Bình, mới đây, diễn viên Phương Oanh đã lộ hình ảnh tay trong tay cùng với người đàn ông này khi tham dự một sự kiện. Tại đây, cả hai không ngần ngại trao nhau những cử chỉ tình tứ, luôn nắm tay nhau trước rất nhiều khách mời. Trước đó, trong đêm nhạc của Trịnh Thăng Bình tại Đà Lạt, nữ diễn viên và Sát Bình cũng công khai đi cùng nhau, nam doanh nhân còn hát tặng Quỳnh Búp Bê một câu với nhiều hàm ý tình cảm. Mối quan hệ giữa nam doanh nhân Nguyễn Hòa Bình và diễn viên Phương Oanh gây ra rất nhiều ồn ào thời gian qua khi vợ của người đàn ông này cho biết hai vợ chồng bà vẫn chưa hề ly hôn, Phương Oanh là người thứ ba. Hiện tại, bà đã ủy quyền cho luật sư để giải quyết vụ việc. Về phía Phương Oanh, cô cho rằng mình không hề sai và buông khá nhiều lời thách thức đến chính thức lẫn cộng đồng mạng khiến dư luận ngày càng phẫn nộ với cô hơn.